Những đặc tính của tình yêu phần 2. Đặc tính thứ tư, tử tế lịch thiệp. Hãy cư xử tử tế dễ thương với nhau, vì ai cũng đang mệt nhoài vì cuộc sống đầy khó khăn vất vả. Thực vậy, cuộc sống mỗi người đã mệt nhoài với bao nhiêu sức ép từ gia đình, công sở, xã hội. Nay thêm gánh nặng cho nhau bằng lối cư xử thiếu thiện cảm, bất lịch sự, thì chẳng khác nào dìm nhau xuống sâu hơn, tra tấn nhau thêm một lần nữa. Lịch sự là cư xử với mọi người như bạn, trân trọng người khác như người đồng hàng đồng vị với mình, qua thái độ ngôn từ đầy ắp tình người. Với cung cách lịch sự, ta làm đời sống dễ thương dễ thở, nhân bản tình nghĩa hơn. Trong đời sống, lịch sự như chất xúc tác gây thiện cảm tạo liên đới. Người lịch sự lợi dụng mọi cơ hội hoàn cảnh để làm cho người chung quanh cảm thấy họ được yêu thương, kính trọng, tín nhiệm. Một lời chào thân ai, một nụ cười thiện cảm, một ánh mắt cảm thông, một siết tay thân tình đem lại bao nhiêu niềm vui, hy vọng. Người lịch sự biết khiêm tốn xin lỗi khi sai, biết cảm ơn khi đón nhận quà tặng hay sự giúp đỡ, biết nói lời chia buồn phân ưu, biết quan tâm đến người khác, và nhất là biết nói với người khác bằng ngôn ngữ của yêu thương, hy vọng. Ngôn ngữ của người lịch sự là ngôn ngữ xây dựng, khuyến khích, chữa lành, hồi sinh, vì ngôn ngữ đó xuất phát từ tình yêu chân thực, khi chỉ mong tìm hạnh phúc cho đối tượng. Nói bằng tình yêu là mở lời đến với người khác, là tự nguyện đề nghị giúp đỡ, là lắng nghe để chia sẻ, chứ không bới chuyện riêng tư để kết án khinh khi. Trong mọi trường hợp, kể cả khi không vừa ý bằng lòng, hay khi trái nghịch ý kiến đường hướng, người lịch sự vẫn cư xử với người đối diện như một người bạn. Vì với họ, sự khác biệt trong tư duy, hành động giữa người này với người kia là điều tất nhiên và là yếu tố làm nên cuộc sống. Đàn khác, mỗi người họ gặp đều có giá trị riêng và đều đang phải phấn đấu cam go giữa cuộc đời như họ. Đồng thời họ ý thức khả năng làm giàu đời sống của người khác qua nếp nghĩ và nếp sống lịch sự. Nên trong đối thoại, không có thắng thua. Người lịch sự nghĩ rằng, vui gì khi phải đối diện với người thua mình, nhưng tốt hơn cả là không có kẻ thua người thắng, nhưng chỉ cần tìm ra giải pháp tốt đẹp nhất cho vấn đề, đó mới là điều đáng quan tâm, cần thực hiện trong đối thoại. Một điểm sau cùng cũng cần lưu ý là ta phải tập sống lịch sự với những người thân cận gần gũi ta nhất. Bình thường, ta rất dễ cư xử lịch sự với người mới quen hay còn xa lạ, nhưng lại ơ hờ, thô kệch, thiếu lịch sự với những người ở gần, sống bên ta hàng ngày. Người ấy có thể là vợ chồng, cha mẹ, anh chị em, cấp thừa hành trực tiếp, người giúp việc trong nhà. Sự quen thuộc đôi khi làm ta quên họ cũng cần được đối xử lịch sự và cũng cần được trân trọng, nâng đỡ nhờ lịch sự của ta. Đặc tính thứ 5, khiêm tốn. Jim Collins làm một cuộc điều tra để biết lý do thành công của nhiều xí nghiệp trong nước Mỹ. Sau nhiều nghiên cứu, ông nghiệm ra rằng những hãng xưởng thành công lớn là những hãng xưởng có ông chủ khiêm nhượng. Ta thường ngộ nhận khiêm tốn là yếu kém và đánh giá thấp những người khiêm nhường. Thực ra, phải mạnh mẽ, phải dũng lực anh hùng và phải xịn lắm mới làm được người khiêm tốn. Vì khiêm tốn là tự xuống thấp để nâng người khác lên cao, là chấp nhận quên một phần mình để đem thêm giá trị cho người khác vì thương yêu họ. Hành động tự xuống thấp để nâng người khác đem lại niềm vui lớn cho những tấm lòng tràn đầy yêu thương. Bởi yêu ai là muốn người đó hạnh phúc, yêu ai là muốn người đó ngang hàng, cùng tầm với mình. Nên đã yêu là phải thăng tiến,
nâng cao lên đối tượng ta yêu. Đã yêu là cố sức tăng gấp giá trị người mình yêu. Để tăng, để nâng, không gì hữu hiệu hơn là ta tự xuống thấp để làm bàn đạp bệ phóng cho người mình yêu. Trong đôi mắt của tình yêu chân thực, khiêm tốn cho ta thấy chỗ đứng và giá trị đích thực của mình trong thế giới. Khiêm tốn không bắt ta hạ mình bừa bãi khi quên giá trị thực của mình, nhưng cùng một lúc vừa cho ta biết giá trị thực và vị thế riêng biệt của ta, vừa giúp ta can đảm nhường bước cho người khác đi trước. Đây là bằng chứng hùng hồn của sức mạnh tinh thần và nét cao cả của tình yêu, khi giá trị của người khác được ta trân trọng đến độ sẵn sàng hy sinh cúi xuống cho giá trị ấy được lên cao. Trong bất cứ trường hợp nào, khiêm tốn đều nói lên tình yêu và diễn tả tình yêu một cách tích cực qua cung cách xóa mình. Cung cách xóa mình này không lệ thuộc chỗ đứng của chủ thể trong xã hội, vì người có chỗ đứng thấp có thể lòng ngợp kiêu căng, trong khi người có địa vị cao lại tràn đầy lòng khiêm tốn. Cung cách khiêm tốn cũng giúp ta nhận những sự thực của đời người, những sự thực như: những gì tôi có hầu hết là do tôi đã lãnh nhận từ người khác như kiến thức, khả năng. Những gì tôi biết thật giới hạn. Và để sống, tôi luôn lệ thuộc người khác và nhiều yếu tố ngoại tại. Chấp nhận sự thực là một thành quả lớn của đời làm người, bởi chỉ có sự thực mới giải phóng con người và mang lại hạnh phúc chân thực bền vững. Đặc tính thứ 6, quảng đại. Quảng đại là đặc tính thứ 6 của tình yêu đích thực. Quảng đại là tự hiến thân cho người khác, vì bản chất của tình yêu là cho đi chính mình. Tình yêu ấy không giới hạn ở việc cho tiền hay của cải vật chất, nhưng hệ tại ở thái độ luôn sẵn sàng cho đi trong tất cả mọi sự, mọi hoàn cảnh. Yêu ai là để tâm săn sóc, đoán trước và đáp ứng nhu cầu của người yêu. Nhu cầu tình yêu ấy mang nhiều dạng thức khác nhau, nhưng tất cả đều quy về một động lực, đó là mời gọi hiến thân. Quảng đại hiến thân là thái độ của trái tim khi sẵn sàng trao tặng vì trân trọng người đón nhận. Khi yêu nhau, người ta không chỉ trao nhau quà tặng vật chất, mà còn trao tặng nhau nhiều thứ quà khác như khả năng, thời giờ, lòng tôn trọng và chính bản thân. Tình yêu không biết hay không dám quảng đại trao ban là tình yêu giả hiệu, tình yêu ngạt thở, vì bảo chứng và khí thở của tình yêu chính là lòng quảng đại sẵn sàng cho đi. Winston Churchill nói: những gì chúng ta kiếm được cho phép chúng ta sống, nhưng những gì chúng ta cho đi sẽ nhân lớn gấp bội đời chúng ta. Trên mộ phần của Christopher Chapman trong Abbey Westminster có hàng chữ được ghi năm 1680: những gì tôi đã cho đi, nay tôi còn. Những gì tôi đã tiêu pha, tôi đã có. Những gì tôi đã cất giữ, tôi đã mất sạch vì đã không cho đi. Học sống quảng đại là học cho đi để nhận được nhiều hơn những gì ta nghĩ. Vì trong tình yêu, chính lúc cho đi là khi nhận lãnh, và khi quên mình xóa mình lại là lúc gặp lại chính mình. Đặc tính thứ 7, trung thực. Chân thiện mỹ là lý tưởng con người hằng mong đạt tới, và sự thật là một trong ba lý tưởng này. Quả thực, ai cũng muốn biết sự thật, nắm bắt sự thật, có được sự thật, nghe người nói thật, tin người chân thật, sống trong sự thật. Ngược lại, người ta sợ người gian ngoa xảo trá, tránh xa phường khoác lác hồ đồ, khinh ghét người nói dối lưu manh. Sự thật không những giải phóng mà còn đem lại lòng tin tưởng, sức mạnh thăng tiến cho con người. Vì thiếu sự thật, cuộc đời tựa như xây nhà trên cát, sớm muộn sóng biển cũng ập vào cuốn trôi. Tình yêu còn cần sự thật hơn nhà cần móng,
vì tình yêu rất dị ứng với gian dối xảo quyệt. Nên ta có thể nói, người nói dối là người không yêu, vì điều kiện tiên quyết để yêu là phải chân thật. Biết bao cuộc tình đã sụp đổ, bao thuyền tình đã đắm chìm, bao mái ấm đã mất dấu vết một thời có mặt, chỉ vì sự thật đã chắp cánh xa bay, nhường chỗ cho quanh co dối trá thống trị. Như thế tình yêu rất cần sự thật, cần như tim cần máu, phổi cần khí. Và người trung thực là người không nhất quán trong tư tưởng, lời nói, việc làm. Người trung thực là người luôn nhất quán trong tư tưởng, lời nói, việc làm. Vì họ nói điều họ nghĩ và làm điều họ nói. Không có mâu thuẫn giữa chi hành nơi họ, nhưng tất cả theo một logic của sự thật. Và người đời đánh giá cao người trung thực và thật lòng tin tưởng nơi họ. Người trung thực không chỉ trung thực với người mà còn trung thực với chính bản thân. Họ không đánh bóng, thổi phồng những gì họ không có, không nổ bừa bãi gây bực bội cho người khác, không thêm bớt cha mắm muối đến độ sự thực bị bóp méo, thay hình đổi dạng, nhưng can đảm nói thật về họ và nói cho người khác cùng một thứ ngôn ngữ sự thật này. Nếu tính trung thực là tinh hoa của nhân loại xây dựng tình liên đới, lòng tin tưởng, thì sự gian hoa là con sâu đục khoét, làm ung thối quan hệ bạn hữu, vợ chồng, đồng nghiệp. Nếu ta muốn là người dễ thương, đáng tin cậy, ta phải để sự thật như chất sống trong ngôn từ và hành động. Đó cũng là điều kiện để có thể yêu thương người khác như họ là. Nói cách khác, chỉ có sự thật mới cho ta khả năng yêu thương người khác, dù họ yếu đuối lỗi lầm mà không làm họ bị tổn thương. Tuy thế, số phận của người nói thật làm chứng cho sự thật thường bạc bẽo bi thương, vì sự thật thì mất lòng, và sự thật thường gây nhức nhối phiền phức khó khăn. Để tránh những khó khăn phiền phức nhức nhối mất lòng vừa kể, sự thật cần được nói lên với tình yêu. Vì chỉ với tình yêu, sự thật mới thật sự giải phóng, mới mang lại sinh lực và bình an cho ta và người khác. Vì thế, khi nói sự thực về ai đó, ta hãy tự hỏi: tôi nói sự thực vì lòng tốt, vì thương yêu, và muốn làm tốt hơn quan hệ giữa tôi với người ấy, hay chỉ vì sướng miệng, và muốn chỉ trích, phê bình, phá hủy mối tương quan? Tôi nói sự thật với thái độ từ tốn, kiên nhẫn, như gieo một hạt giống tốt cho hạnh phúc của chính họ, hay như ném đá vào mặt đối phương. Cách nói sự thật rất quan trọng và đòi tôi phải kiên nhẫn. Khi nói sự thật, tôi tìm kiếm gì, kết án hay cứu chữa? Nếu tôi nói sự thật với thiện ý tha thứ và để tái lập một quan hệ tốt hơn, khi đó sự thật mang lại kết quả mong ước vì xuất phát từ tình yêu. Có nhiều tình huống thúc đẩy tôi gian dối, nhưng tôi có luôn phản tỉnh để đối xử với mọi người như bạn khi trình bày sự thật. Một khi tôi coi người khác là thù địch, tôi sẽ khó trung thực với điều tôi nói. Khi nói về sự thật đáng thương, đáng trách, đáng buồn của một người, tôi có nghĩ mình cũng có thể rơi vào tình trạng đáng thương, đáng trách, đáng buồn như họ không, để khiêm tốn trình bày sự thật. Sự thật được nói lên bởi một tâm hồn khiêm tốn sẽ dễ được đón nhận vì có sức cảm hóa của tình yêu. Tuy thế, không phải nói thật là phơi bày nguyên con sự thật về mình, về người khác. Nói sự thật không có nghĩa là lột trần thiên hạ để danh dự, sự nghiệp, gia đình của thiên hạ bị cháy rụi, tiêu tan. Nói sự thật càng không là hành vi bới móc, rình mò, rồi té tát tứ tung với mục đích hạ uy tín, bôi nhỏ thanh danh người khác. Trái lại, sự thật phải tuyệt đối tuân theo quy luật của tình yêu, vì trung thực chỉ là một trong nhiều đặc tính của tình yêu, và quy luật của tình yêu là phải đảm bảo hạnh phúc của đối tượng. Nên khi sự thật làm tổn hại thanh danh, uy tín, sự bình an của người khác, thì sự thật đó không được phép tiết lộ, phơi bày, phát tán. Nói cách khác, khi phải chọn lựa,
Nói hay không nói sự thật, ta phải tự hỏi, như thế nào tôi sẽ là người có tình yêu thương? Nói hay không nói, mà nếu phải nói, tôi sẽ được phép nói đến đâu, nói thế nào để yêu thương không mất trong tôi? Tôi sẽ phải soi mình qua những đặc tính của tình yêu để biết tôi còn là người đáng yêu vì hành động của tôi, còn gắn bó với yêu thương khi nói sự thật, hay soi mình mà không thấy mình qua lăng kính yêu thương, chỉ vì tôi đã mượn tính trung thực như bình phong để trá hình lòng ác độc, tính ích kỷ, ý đồ ma mãnh của mình. Chọn lựa nói sự thật của tôi có phát xuất từ lòng tốt, từ tính kiên nhẫn, lòng bao dung tha thứ không? Hành động trung thực của tôi có thật sự được xây trên nền tảng khiêm tốn, quảng đại và lịch sự đối với người khác không? Khi có câu trả lời tích cực, phù hợp với các đặc tính vừa kể của tình yêu, thì lúc đó tôi có quyền nói thật, và sự thật của tôi sẽ mang lại niềm vui, bình an, hạnh phúc. Yêu nhau là chết cho nhau, một chấm chỗ lệch cũng kỳ cho bằng. Yêu nhau là sống vì nhau, cơn xuôi bớt lửa, vợ chồng bớt lệ. Yêu nhau cần lắm khiêm nhu, từ bi nhẫn nại, thư tha ôn hòa. Yêu nhau tình mến bền lâu, sông sâu suối cạn, vợ chồng mãi xanh. Hãy yêu thương nhau, hãy thứ tha luôn. Hãy yêu thương nhau như Chúa yêu thương ta. Yêu nhau dù có phong ba, gừng cay muối mặn cũng không xa lìa. Yêu nhau phải nghĩ về nhau, quan tâm thăm hỏi, dịu dàng lắng nghe. Yêu nhau lời nói khiêm cung, cảm thông vỗ về những khi đau buồn. Yêu nhau dành hết tình yêu, lo cho gia đình thuận hòa ấm êm. Hãy yêu thương nhau, hãy thứ tha luôn. Hãy yêu thương nhau như Chúa yêu thương ta.